gặp lại quý vị trong chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:15 thứ ba hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Như thường lệ, mỗi tuần chương trình lại cố gắng tìm cho quý vị khán giả những cặp đôi thật sự thú vị. Và hôm nay sẽ là một cặp đôi bạn trẻ. Họ đồng hành với nhau trong công việc, họ đồng hành với nhau trong cảm xúc. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón ca nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ và nhạc sĩ Bảo Thạch. Xin mời. Chào hai bạn trẻ, gửi lời chào đến quý vị khán giả đi nào. Xin chào quý vị khán giả, mình là nhạc sĩ Bảo Thạch. Chào vậy thôi đó thầy. Đây, hãy để dưới chào bù lại cho anh Thạch cho. Hãy chào. Xin chào tất cả mọi người, tôi là nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ. Tôi sinh ngày 17 tháng 3 năm 1991. Tôi rất là mập và hôm nay tôi lên sân khấu tôi đã giảm được chút ký. Xin cảm ơn mọi người. Họ cũng là một cặp đôi tài năng và chúng ta sẽ xem là họ như thế nào. Hãy cùng Như đến với phần xin chào. Nguyễn Đình Vũ là một chàng trai đa tài của nền âm nhạc Việt Nam. Khi anh vừa có thể hát, vừa có thể sáng tác và hơn nữa là tự hòa âm phối khí cho các tác phẩm của mình, anh đã gây dấu ấn trong lòng khán giả bằng những ca khúc với đủ màu sắc âm nhạc, từ nhẹ nhàng, sâu lắng cho đến mạnh mẽ, sôi động. Còn Bảo Thạch là cái tên không còn xa lạ gì khi anh chính là người đứng sau những bản hit đình đám của các ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí. Hai chàng nhạc sĩ đa tài này quen nhau như thế nào? Họ có phải là những người tri kỷ của nhau hay không? Mời quý vị cùng Khả Như tìm hiểu thêm thông tin về cặp đôi này nhé. Bây giờ Như sẽ hỏi là cơ duyên gì mà hai bạn gặp nhau? Âm nhạc. Nhưng mà nhạc của người khác. Đúng. À tôi biết rồi. Nhạc của một ca nhạc sĩ khác, ca nhạc sĩ Lương Bằng Quang ha. Tại sao hai bạn chọn là yêu quý nhau? Đó là một ngày trời không đẹp lắm của năm 2007. Vũ với anh Thạch là chung một cái group. Cái group đó là hình như là một cái forum là FC của Lương Bằng Quang. Là lúc đó là anh Quang có cập nhật nhạc gì mới với ông chổng là tất cả các FC sẽ được nghe trước đầu tiên. Ngay từ đầu không phải là thân, mà là ngay từ đầu chỉ biết nhau thôi. Và ghét nhau cũng khiến ghét nhau một cách xuyên màn đêm. Ghét nhau một cách mà nhìn nhau là có thể ô kìa chửi kiểu dạng gì đó. Ủa nhưng mà sao ghét người ta? Không phải ghét mà là Vũ bị ghét. Tại vì ngày xưa Vũ dễ thương lắm mọi người. Anh Lương Bằng Quang á, anh ra nhạc cái Vũ nghe hay quá, cái Vũ hát lại của ảnh luôn. Tại vì năm đó Vũ cũng 16-17 tuổi, cũng vừa mới học tập tành làm nhạc á, nên nghe nhạc anh Quang mê lắm. Cái chất nhạc gì đó điện tử ở trong cái cuốn họng của ảnh khi mà ảnh hát ra đó. Đập được người con gái thật mập ù dễ thương. Đó, có chị không thật mập ù. Đó là lời nhạc có một chút xíu chỉnh sửa lại rồi. Hình như chị nhớ là thật hiền hòa dễ thương đúng không? Sai luôn, đó là thật dịu dàng dễ thương. Nhưng mà mình chuyển một cái lời nhạc của Vũ là phải là thật mập ù dễ thương. Đó. Rồi xong cái Vũ lấy nhạc của anh Quang Vũ hát, cái Vũ up lên trên mạng là ảnh bị lộ bài hết á. Từ đó cái forum của Lương Bằng Quang cạch mặt Vũ ra. Coi Vũ là một cái mối hiểm họa của forum. Tại sao nhạc người ta chưa ra tự nhiên lấy hát? Đó, là anh Thạch lúc đó cũng nhìn Vũ giống như vậy, anh em mình không có thích nhau lúc đó. Mà được cái là Thạch gửi cho Vũ mấy bài đó mới ghê. Ừ, Thạch là người tiếp tay Vũ những bài đó. Đâu có biết đâu, tưởng lấy để nghe học tập thôi. Đâu ngờ tự cover bài người ta chưa ra luôn. Sau khi mà có cái mối liên hệ như vậy thì xong rồi mới chơi cùng với một người bạn. Xong rồi mới gặp Vũ ở ngoài. Thì gặp Vũ ở ngoài thấy Vũ không có tội, thấy ghét gì trên forum. Tại vì lúc đó Vũ mới có 16-17 tuổi rồi. Cho nên là kiểu còn vẫn còn hơi trẩu trẩu á. Kiểu cái tuổi mới lớn nên mình hơi hơn thua đanh đá nhau. Nhưng mà khi gặp nhau ở ngoài này là anh Thạch cảm thấy Vũ là một người rất là dễ thương mọi người. Đúng không? Sao mà cứ tự nhận mình dễ thương hoài Vũ ấy? Có như em giảm được cái sự dễ thương. Hồi nãy là tôi tự nhận tôi mập nha cô Như. Tôi chưa hề nói chữ nào tôi dễ thương nha mọi người. Nhận cho bài hát. Ừ, quan ức quá. Cái điểm gì của Thạch làm cho Vũ quý Thạch? Khi mà gặp nhau ở năm 2008-2009 á, chứ anh em gặp nhau ở ngoài bỗng nhiên có những cái sở thích rất là gần với nhau. Tức là lúc đó anh Thạch cũng qua bên Vũ. Rồi anh em thời điểm đó cũng đang tập tành sáng tác nữa. Đúng rồi. Tập tành sáng tác cho những cái khúc cho riêng mình. Thì cũng có trao đổi với nhau về những cái ca khúc của anh sao, ca khúc của em sao. Rồi trao đổi là một phần, còn chính phần còn lại là thường là đi ăn, đi chơi, coi phim với uống nước. Đúng rất rồi, là hợp tâm. Ngoài cái âm nhạc ra thì cái sở thích mà mọi người nhìn vô ai cũng thấy là ăn đó. Tới giờ vẫn ăn đều chứ hả? Đúng rồi. 11 năm bạn chơi cũng có lúc muốn nghỉ chơi. Có bao giờ muốn nghỉ chơi chưa? Trời ơi, đừng có nói vậy. Cái từ nghỉ chơi chỉ xảy ra khoảng 3 lần trong đời thôi là hết rồi. Như 2 chứ không phải 3 anh. 2 lần. Là lúc đó như thế nào? Cái đó là một lần vào năm 2012 thì nhà Thạch có một cái tin không có vui. Thì lúc đó Vũ gọi điện thoại để rủ đi chơi. Thì Thạch báo cho Vũ cái tin đó.
Thì Vũ nghe vậy thôi thì Vũ thôi luôn, Vũ không nhớ tới cái chuyện là phải qua nhà hỏi thăm hay này kia các kiểu. Vũ thì đang nghĩ, lúc nãy mình nghĩ là đang đi chơi vui cho nên không có bị bận tâm tới cái chuyện buồn của một người bạn của mình. Đúng rồi. Cho nên thì đó là một lần xém nghỉ chơi một lần. Thì lúc đó là cũng như là cũng nhiều việc khác nữa cho nên là Thạch quyết định là sẽ không nói chuyện với Vũ một thời gian. Một thời gian là bao lâu? Một năm. Một năm. Một năm không nói chuyện luôn? Một năm không nói chuyện. Rồi không sao nói chuyện lại? Đấy. Cái này thì chắc phải tới Vũ kể đúng không? Đúng rồi. Thì suốt một năm đó ngày nào Vũ cũng cảm thấy rất là buồn á. Tại vì mình chỉ có một người bạn để có thể chia sẻ về những cái âm nhạc, ăn uống, đi chơi thôi. Cho nên Vũ rất là kiên trì. Facebook lúc đó Vũ chưa có chơi. Mà điện thoại cũng không gọi được. Nên Vũ chỉ có một cái cổng duy nhất để có thể liên lạc được với anh Thạch thôi. Đó chính là email. Email. Tức là Vũ gửi những cái lá email qua. Vũ sẽ nói rằng là anh Thạch ơi em Vũ nè. Thì đương nhiên là sẽ gửi rất là nhiều email cho anh Thạch chứ không phải gửi chỉ một lá. Thì tới cái bức thư cuối cùng mà chuẩn bị gửi email cho anh Thạch á là Vũ kèm thêm một cái bài nhạc. Rồi, đó bạn, là bài Bạn thân anh là đây. Thì anh Thạch nghe xong anh Thạch trả lời email lại cho Vũ. Anh Thạch nói là anh đã nghe bài này và anh cũng thấy được cái sự nhiệt tình của em khi mà em comeback lại. Cái sự chân thành, nhiệt tình thì Vũ do vẫn đó giờ ai dù Vũ cũng nhiệt tình hết á. Nhưng mà kiểu như lần đầu mình thấy được là à cái người bạn này họ cũng đặt cái sự chân thành trong cái mối quan hệ bạn bè. Cái điều quan trọng nữa là Vũ luôn luôn đồng hành cùng Thạch là hòa âm phối khí bằng những cái bài hát gọi là hit. Thì tại sao có được cái sự ưu ái đó vậy? Thật sự không phải gọi là ưu ái mà là cái duyên đó, duyên. Cái duyên nó hay khủng khiếp. Thì nói nào ngay, bài đầu tiên mà em làm cho anh á, làm cho nhóm Nhật Nguyệt là một cái bài Ánh Dương sẽ xóa tan. Đúng rồi. Tại vì bài đó năm đó là anh Thạch sẽ bán tác quyền cho những người nghệ sĩ. Thì ca sĩ lúc đó họ mua tác quyền là để họ đồng sử dụng với nhau. Đúng rồi. Và khi mà anh Thạch mua thì anh Thạch sẽ giới thiệu qua cho Vũ làm nhạc. Thì đó mới là cái bước ngoặt quan trọng để khiến cho Vũ với anh Thạch sau này thân và hiểu nhau hoài. Đó là khi mà anh Thạch phối nhạc bên Vũ, anh Thạch dẫn mấy chị qua thu. Khi mấy chị thu xong rồi bắt đầu xuống Vũ gặp anh Thạch, Vũ nói anh Thạch ơi mấy chị thu bên em xong rồi. Hay là bây giờ em có được cái tiền thu âm thì em Vũ sẽ chích phần trăm ra đưa cho anh Thạch nghe. Đây là phần trăm làm nhạc, đây là phần trăm thu âm. Anh Thạch nói no. Mấy cái này anh Thạch không lấy. Anh Thạch không lấy thì cái lúc đó Vũ mới nhận ra là đây là sẽ là một người anh mà Vũ chơi kháng khích cho tới cuối cùng. Vì ảnh chơi Vũ không phải để muốn lợi dụng gì hết trơn mà là một cái mối quan hệ sòng phẳng, vừa có tình bạn mà vừa có công việc. Đó là cái sự mà bù đắp và hỗ trợ cho nhau. Chứ chúng ta không có phải là dùng tiền để mà có thể vận chuyển cái tình cảm đó. Hiện tại là Nguyễn Đình Vũ đã có gia đình, hẳn thời gian dành cho anh em chiến hữu sẽ ít đi. Cái đó là sai lầm. Thật là một sai lầm. Tại sao? Thôi anh Thạch chia sẻ cái này đi. Tại vì thực sự là vợ của Vũ cũng là bạn thân với lại Thạch luôn. À vậy là chơi chung luôn rồi. Chơi chung một nhóm ba người luôn. Và rất lâu, chơi từ hồi mà cái người vợ của Vũ bắt đầu quen Vũ. Mà vợ của Vũ quen Vũ rồi tới thời điểm này là 10 năm. 10 năm. Thì lúc mà Vũ vừa có bạn gái là lúc đó là cũng đã chơi thân với anh Thạch rồi. Thì lúc đó là đã có bộ ba này, đã đi chơi rồi, để đi chơi đi ăn uống cho tới thời điểm mà cưới nhau luôn. Thì cưới nhau về thì cuộc sống vẫn vậy, tức là không có bị bỡ ngỡ sau hôn nhân á. Vợ tôi mỗi lần ngủ hay ngủ gì trễ hơn tôi, Vũ ơi làm ơn đi cà phê giùm để tôi ngủ ngon hơn. Ok, là một buổi sáng chúng ta hay đi ra uống cà phê. Đáng khen tại vì vợ Vũ đang dưới. Ủa quên, hôm nay chỉ đi theo đúng không? Vợ Vũ là một người phụ nữ tuyệt vời. Rồi, tuyệt vời hay không mình tạm gác lại vậy. Bữa hôm nay tôi chỉ muốn biết Vũ và Thạch mối quan hệ tri kỷ như thế nào. Chúng ta hãy cùng đến với phần thách thức. Trong tay của Như sẽ có 10 câu hỏi và trên tay của hai bạn có hai cái bảng. Trả lời trùng đáp án sẽ tính đúng và trả lời được 7 trên 10 câu hỏi là thắng. Thua thì bị phạt, thắng thưởng, thế thôi. Ok. Sẵn sàng chưa? Yes, sẵn sàng. Câu hỏi đầu tiên. Sản phẩm âm nhạc đầu tiên cả hai hợp tác với nhau. Tên bài hơi dài. Đúng rồi, tên bài hơi dài. Kết quả là Ánh Dương sẽ xóa tan. Câu tiếp theo, sốt cân nặng đã khủng bố tinh thần Nguyễn Đình Vũ và anh bắt đầu sự nghiệp làm đẹp từ đây. Kết quả là 115kg. Trời ơi, bé ơi, cá voi xanh lên bờ hả em? Không Như ơi, cá heo chứ không phải cá voi Như. Rồi, câu tiếp theo, đây là lời bài hát nào? Con đường kia nắng thênh thang, em đi có mỏi mệt chưa? Kết quả là rồi, su cà na rồi.
Màu của mưa. Còn lại gì sau cơn mưa? Mấy người hát đó. À, con đường kia nắng em đi. Anh Thạch ơi, anh viết chi mà nhiều bài mưa vậy, em lộn rồi em thấy chưa? Trời ơi, và bài này của em hát đó. Câu tiếp theo. Điều gì cuốn hút Vũ đến nhà Thạch nhất? Thôi, quá dễ à. Đồ ăn của ai nấu? Mẹ nấu hả? Mẹ anh Thạch nấu. Vũ rất thích đồ ăn của mẹ Thạch nấu. Và mẹ anh Thạch cũng rất là hiểu ý, bình thường Vũ qua là phải nấu nhiều gấp 3 lần. Câu tiếp theo, Nguyễn Đình Vũ thích ăn món gì nhất? Kết quả. Trời, tôi không tin trên đời này có cái người mà không cần phải suy nghĩ luôn á. Cái gì cũng thích tất cả, ok. Câu tiếp theo. Anh vừa phải thanh quá. Bài hát nào của Bảo Thạch mà Nguyễn Đình Vũ yêu thích nhất? Nhớ rồi, mới đây luôn. Kết quả là... Trời, ghi dài vậy chắc sai á. Cảm giác gì được yêu? Dối lừa á, ok. Đó, đó chính là cảm giác dối lừa đó. Cảm giác bị phản bội. Tiếp theo, Nguyễn Đình Vũ được cư dân mạng ưu ái gọi là thánh. Đó là thánh gì? Trời, ủa có gọi mà Vũ là thánh gì ta? Thánh... Kết quả? Không, chắc sai á. Thánh cover, thánh live nha. À, live. Alive, đúng chứ rồi. Chứ phải là cover. Số 8, thống kê năm 2019, Bảo Thạch lọt top mấy nhạc sĩ thu nhập cao nhất từ tác nghiệp. Tại sao lại lôi câu này ra vậy? Ôi trời ơi. Và sai luôn. Top 5, top 6, top 10 nha. Ủa, top 10 hả? Anh thấy trên báo ghi top 6, thấy thứ 6. Thế là... trang báo đó ghi không đúng rồi cho nên hai anh em không nhớ được á. Ừ thì thôi. Câu tiếp theo. Hiện tại Nguyễn Đình Vũ đang đảm nhận rất nhiều vai trò cùng một lúc. Vũ thích được mọi người gọi mình với danh xưng gì? Mới nói chuyện này luôn. Ok. Kết quả là producer. Hay ho ha. Em thích cái danh xưng đó. Đúng rồi. Producer Pelfi Nguyễn Đình Vũ. Ok. Chứ dài quá, người ta gọi Vũ thôi ha. Câu tiếp theo, biệt danh Ú Ca của Nguyễn Đình Vũ là do cao nhân nào đặt? Cao nhân à? Ú Ca. Ú Ca. Ú Ca. Rồi, kết chắc quả. Chắc chắn luôn là gì? Chắc phải. Okay, ok, và chúng ta đã xong 10 câu hỏi. Và hai nhân vật đặc biệt của chúng ta đã trả lời được 6 trên 10 câu hỏi. Có nghĩa là hai bạn thua và chúng ta hãy cùng đến với phần phạt của chương trình. Háo hức không? Chúng ta sẽ cùng đến với phần phạt của nhau. Bây giờ chúng ta sẽ gợi nhớ về nhau ha. Bằng cách đó làm chúng ta sẽ nối tiếp nhau để đọc tên những bài hát của cả hai sáng tác. Ai không nhớ được cuối cùng người đó thua và người đó phải chịu một hình phạt. Rồi, bắt đầu. Ok, Vũ bắt đầu trước đi. Ca khúc Ích Kỷ. À, ca khúc Em Của Quá Khứ. Ca khúc Nếu Là Anh, The Man. Ca khúc Chỉ Cần Em Hạnh Phúc. Ca khúc Anh Dương Sẽ Xóa Tan Nhật Nguyệt. Trời ơi, ăn ghen ghê. Ca khúc Không Cảm Xúc, Hồ Quang Hiếu. Ca khúc Còn Lại Gì Sau Cơn Mưa, Hồ Quang Hiếu. Ca khúc Vui rối rồi. Cứ Thế Mong Chờ, Nguyễn Đình Vũ tự hát luôn. Ca khúc Đổi Thay, Hồ Quang Hiếu. Nữa hả? Hiếu hoài vậy. Ca khúc Khắc Họa Tương Tư Chưa Có Ra. Khải My với ca khúc Góc Nhỏ Trong Tim. Niềm Tin Anh Không Còn. Nữ ca sĩ Mai Phương. Đúng rồi. Niềm Tin Anh Không Còn. Niềm Tin Anh Không Còn. Hồng Nhan Mượt Phận, ca sĩ Khải My. 5 4 3 2 Bí á. 1 Hết giờ. Rồi, phần thưởng cuối cùng dành cho Thạch đó là hát một bài của anh Lương Bằng Quang đi, hai người cùng hát. À, hát một bài của Lương Bằng Quang hả? Ủa, phần phạt mà bị hát chung luôn. Ai biểu chơi với nhau, rác ta? Được, thiếu gì bài. Nhạc của Lương Bằng Quang thôi anh hát Chính Em đi, một đoạn chính của Chính Em. Vô. Tìm được người con gái thật dịu dàng dễ thương, mái tóc phiêu bồng như áng mây. Phiêu bồng. Đúng rồi, hát rồi. Một người là em đó, buồn gì vì chính em, mang cho cuộc đời tôi nỗi kỷ niệm. Dịu dàng tình em luôn theo bước qua. Nè nè nè, không có nhớ được liền đâu. Thôi nghỉ luôn mà chúng ta đã xong cái phần. Từ từ còn một đi khúc nữa, cho một miếng đi khúc đi. Trời, vậy luôn. Em mơ quên rồi, okay. nghỉ đi đúng rồi, hát tiếp anh cũng quên. Lỗi anh, vì không cái phải, chuyện này tôi quyết định sẽ trừng phạt họ bằng cách góc soi mói.
11 năm bên cạnh nhau, cái tính nào của Vũ làm cho Thạch cọc nhất? Wow là wow luôn á. Cái tính tới gì? Tới trễ. Đi trễ. Cái tính đi trễ là cái tính mà làm cho mình hay wow nhất. Sao đi trễ vậy? Cái nết kỳ vậy? Trời ơi, cái nết nhà xa. Cái nết mà nhà ở dưới bên Bình Thạnh mà chơi bowling trên Tân Phú. Cho nên là cái nết mỗi lần một hẹn 4 rưỡi là gần 5 rưỡi mới tới. Mà một lần thì người ta còn có thể chăm trước. Nhiều khi anh em trong nhà mà suốt lòng chơi nửa năm như vậy mà ngày nào cũng trễ, chơi đến một ngày nửa năm, anh Thạch nhắn tin là Vũ ơi muốn đi trễ em đi chơi một mình nha. Là anh giận Vũ lắm. Nhưng mà sao lần đó là có nghỉ chơi không? Không. Rồi sao lần đó có đi hết đi trễ không? Hết luôn. Cho nên em là vẫn đi trễ. Nhưng mà ít hơn. Đúng rồi, mình phải cứu nhau. Ngoài ra còn cái tính nào nữa? Không, cái này không ghét không bực, nhưng mà cái này vui cho nên sẽ kể là Vũ có cái tính xin ăn. Không nha, nói vậy là oan ức nha. Không, Vũ có cái trò xin ăn cũng vui lắm. Có như là mọi người ơi, cái này ăn sao vậy? Mặc dù cái món Vũ y chang xong Vũ gắt ra. Mà cái này uống sao vậy? Mặc dù cái đó cái món sao, uống sao y chang. Sao mà kỳ vậy? Cái tính kỳ vậy? Không biết nói sao luôn. Ví dụ như như ăn một cái dĩa mì Ý thiệt là ngon, cái Vũ cũng có y chang vậy. Mà nhưng làm sao xin. Để xin được, xin thì kỳ quá. Có cái dĩa mì vô, ủa cái bên Mỹ cái vị nó sao? Cái Như sẽ nói là ngọt mặn chua cai, không tin rồi lấy của Như ăn luôn. Thấy không? Đó, hợp cái câu không tin đó dùng nhiều lắm. Thế thì cái tính gì của Thạch làm cho Vũ cọc? Chưa bao giờ đúng hả? Chưa bao giờ mà giận được với ông này luôn. Có thể nói ông này là một trong cái người mà khéo nhất cuộc đời. Tức là khi mà mình có một cái cớ gì đó để mình giận hay mình trách ai hoặc là mình nói xấu thì mình phải có một cái lý do để mình nói. Nhưng mà anh Thạch sẽ rất là bảo vệ một cái mối quan hệ. Nên là anh Thạch rất là rõ ràng nói với Vũ rằng là cái mối quan hệ này tốt thì anh Thạch sẽ chơi, không tốt thì anh Thạch sẽ không chơi. Không bao giờ có vụ mà cái chỗ đó không tốt không vui mà anh Thạch đến đó. Tức là anh Thạch sẽ rất bảo vệ cái mối quan hệ hiện tại rất là tốt, cho nên sẽ rất là khó mà kiếm được cái lỗi gì từ xưa đến giờ luôn. Hay quá ha. Vậy thì ít ra thì hai người cũng có một cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất về cái sự xung đột của hai người chứ? Có một cái khoảng thời gian, có nghĩa là sau cái lần mà 2012 thì có một cái lần là sau đó Vũ chuyển qua vừa sáng tác vừa làm ca sĩ và lấn sân cái mảng sân khấu nhiều hơn. Thì dĩ nhiên là lúc đó Vũ sẽ rất là bận, cho nên là Thạch với Vũ cũng có cái chuyện là không ít gặp nhau và cũng không hợp tác với nhau nhiều sản phẩm âm nhạc như trước. Thì cái thời gian khi mà Vũ vừa đi hát và có bài hit Con Em này kia thì Vũ có hơi thay đổi một chút xíu, kiểu như ánh hào quang sân khấu, là cái người mà bản lĩnh thì sẽ giữ vững được mình chứ không có hiền lành dễ thương như bây giờ đâu. Thật ra lúc đó Thạch cũng không phải gọi là cọc hay là gì hết, nhưng mà kiểu như là mình thấy cái người bạn mình thay đổi thì thôi cứ cho nó thay đổi đi, mình tự mình né ra xa một chút để cho Vũ nó có một cái khoảng không gian, một cái thời gian để nó nhìn nhận coi là những cái mối quan hệ xung quanh nó, người nào là tốt, người nào là xấu. Thật ra xung đột thì anh em không có rồi, nhưng mà sẽ có những cái hoàn cảnh để anh em xa nhau, không còn gặp nhau nữa. Mà không những chỉ với bạn bè mà còn cả với người vợ của Vũ, gia đình luôn. Với Vũ đang dần dần Vũ đánh xa mọi người ra. Đúng rồi. Là vì do Vũ không sắp xếp được khoảng thời gian mà không làm chủ được cái cột thời gian của mình để cho cái việc đi diễn, đi hát nó ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của mình. Khi mà bây giờ ngồi đây Vũ đã cưới vợ, đã ổn định mọi thứ rồi thì Vũ thấy thì cái việc đi hát phải có sự chọn lọc. Khi Vũ sắp xếp được hết mọi thứ thì bắt đầu mọi thứ trở lại, bạn bè rồi vợ mà mọi người, gia đình luôn, mọi thứ đều hài hòa trở lại. Hai người bạn Thạch và Vũ ngồi với nhau thì đập tan cái tin đó là những người đồng nghiệp, những người mà cùng lĩnh vực với nhau sẽ không bao giờ chơi thân với nhau. Và họ là minh chứng cho cái chuyện mà thân với nhau thì cỡ nào, lĩnh vực nào, cá tính nào cũng có thể thân nếu như bạn tôn trọng nhau. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phần dành riêng cho khán giả. Thắc mắc cái gì thì cứ hỏi, phần giao lưu với khán giả. Xin mời. Câu đầu tiên khán giả dành cho hai bạn đó là Vũ thể hiện khá nhiều ca khúc của Thạch. Thường thì nhạc sĩ hay chọn những nam ca sĩ nổi tiếng có ngoại hình nhiều fan. Chọn Vũ liệu có sự ưu ái nào không? Thật sự mà nói thì dĩ nhiên là cũng có cái sự ưu ái bạn bè ở đây. Dĩ nhiên là có, không thể nào mà không có được. Nhưng mà thật sự là khi mà Thạch đưa một cái ca khúc cho Vũ thì đều phải có một cái sự tính toán là bản thân cái chất giọng của Vũ có đáp ứng được cái bài hát đó không. Tại vì thật sự mà nói thì nhạc của Thạch hơi bị khó hát. Thì rõ ràng có sự ưu ái bản thân mà ta có quyền ưu ái. Đúng rồi. Nhưng mà Vũ rất có tâm nha. Tức là bất luận không phải là nhạc của anh Thạch hay là bất luận là nhạc của ai, khi mà đưa qua cho Vũ làm á là Vũ sẽ làm dốc toàn sức lực để hát cho cái bài ra hay nhất. Câu tiếp theo, định hướng nghệ thuật trong tương lai của hai người. Định hướng của Vũ như hồi nãy có nói, Vũ thích được gọi là producer nhất, là một nhà sản xuất âm nhạc. Có thể làm được tất cả các khâu cho các anh chị nghệ sĩ yêu thương, chẳng hạn như hòa âm phối khí, sáng tác, làm bè, thu âm, master. Thế thì Thạch? Định hướng của Thạch thì thật sự mà nói
là Thạch đã mất một cái khoảng thời gian rất là lâu để kiếm được cái định hướng của mình. Và Thạch cảm nhận được là mình hợp với lại cái con đường viết. Thì hiện tại Thạch đã sáng tác được chắc phải hơn 300 bài hát. Trong đó cũng có rất là nhiều bài được mọi người biết nhiều, ví như là bài Nếu Là Anh của The Man. Cảm ơn sự chia sẻ của hai bạn. Và hai người bạn này họ đồng hành với nhau 11 năm. Để xem là sau những lần mà viết email để xin lỗi và tạo lại cái khoảng cách, kết nối khoảng cách với nhau, thì họ còn có lỗi lầm gì nữa hay không. Chúng ta hãy cùng lắng động lại để đến với phần cảm ơn và xin lỗi. Để em Vũ được nói trước nha. Trước hết em Vũ xin cảm ơn vì cuộc đời tạo hóa này đã ban cho Vũ một người anh trai thật sự. Thì Vũ xin cảm ơn anh nhạc sĩ Bảo Thạch đã đến và góp phần gắn vào cái mảnh ghép trong cuộc đời của Vũ trở nên vui vẻ hơn. Và Vũ xin cảm ơn những lúc mà Vũ bị trầm cảm, Vũ bị sợ cái chết, Vũ bị sợ những cái điều toan tính trong cái cuộc sống này, thì anh Thạch luôn là người cho Vũ những cái khoảng thời gian tươi sáng hơn, tâm sự, lắng nghe, trải lòng, lôi thằng bé ra khỏi những cái cám dỗ của cuộc sống. Nếu mà nói về xin lỗi thì em xin lỗi vì ngày xưa, cái ngày đó khi mà gia đình anh Thạch có chuyện, em đã không có chững chạc hơn để có thể được trực tiếp để đứng trước mặt anh và mẹ anh để chia sẻ cái cảm xúc đó của em với anh. Em xin hết. Về phần Thạch thì rất cảm ơn Phủ đã xuất hiện trong đời của anh. Như một người em, như một người đồng nghiệp, Vũ luôn là cái người rất là hiểu anh cần gì, anh muốn gì trong cái âm nhạc của mình. Cảm ơn Vũ đã là một cái người, ngoài cái việc làm việc với nhau, Vũ cũng là cái người đã kéo anh vào những cái niềm vui khác. Tại vì cuộc sống của anh thì sống cũng sẽ hơi đơn điệu. Vũ đã dẫn anh đi học nhảy đi học nhảy nè, rồi đi ăn những cái món ngon. Xong bây giờ anh kiếm những cái món ngon anh dẫn Vũ ăn lại, cho nên giờ hai đứa mình mới như vậy. Rồi Vũ cũng là cái người luôn tin tưởng và kiếm anh để tâm sự khi có cái chuyện không vui, có một chuyện lo lắng gì đó. Những cái tâm sự, những cái suy nghĩ, những cái lo lắng, những cái định hướng tương lai của Vũ thì Vũ đều tâm sự với Thạch hết. Thạch cảm thấy là mình có thêm một cái người tri kỷ để chia sẻ trong cuộc đời. Và về xin lỗi thì cũng xin lỗi Vũ về những cái lần mà anh quá là cứng nhắc và khó tính trong cái cách suy nghĩ của mình, thì đã làm cho em cảm thấy hơi bị o ép một chút. Nhưng mà qua thời gian thì anh nghĩ là hai anh em mình cũng đã hiểu nhau nhiều hơn, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Những cái tính xấu ngày xưa từ hai cái đứa trẻ con, một cái đứa 17, một đứa 20 đã không còn nữa, trở thành hai cái người đàn ông để làm chỗ dựa cho gia đình và là chỗ dựa cho nhau nữa. Cảm ơn phần chia sẻ của bạn Vũ và bạn Thạch. Đây là món quà của chương trình Giải Mã Tri Kỷ gửi tặng. Hôm nay người ta chính thức và MC. Hôm nay người ta chính thức người ta nói lời xin lỗi rồi, chắc sẽ bỏ qua cái điều đó. Bỏ qua lâu rồi. Đúng không? Đúng rồi. Mà người ta cứ cắn đắng trong lòng và hôm nay người ta nói xin lỗi rồi, có nghĩa là người ta cảm thấy hối lỗi thật. Cảm ơn vì một cái năng lượng truyền đến cho chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Những người bạn, những người đồng hành, họ kháng khích với nhau, họ chấp nhận những điểm xấu của nhau, những điểm chưa tốt của nhau để tiếp tục cố gắng để đồng hành. Hơn nhau hết là họ muốn bên cạnh nhau lâu hơn, được che chở và bảo vệ nhau lâu hơn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Thế như một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 19h15 thứ ba hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cảm giác ban đầu thì nó cũng hơi sốc. Sao khóc vậy cô? Tại vì đầu trọc, ốm, má hớp, nói chung không có gì đẹp hết. Ông Điền thương bà Huệ như vậy thì chắc là ông Điền được lắm. Nên bà Huệ đi hơn 2/3 đường của hạnh phúc thủy chung. Nhưng mà thật sự thì có nhiều cái tôi cũng không được. Tôi mãi mãi xin lỗi.